Chào mọi người, mình là Thương Bình từ blog Yogi Travel VN. Và một trong những động tác yoga mà bạn thường thấy hầu như xuất hiện ở tất cả các lớp yoga luôn, đó là động tác Cobra rắn hổ mang. Động tác này là một động tác cực kỳ tốt cho cuộc sống của bạn. Nó giúp kéo giãn lại cuộc sống, giúp bạn mở rộng được lồng ngực, cải thiện lại chứng gù lưng khi mà bạn ngồi làm việc máy tính cả ngày nhiều như vậy. Đồng thời còn làm săn chắc lại vòng ba của bạn nữa. Đây là một động tác nhìn thì rất là dễ nhưng mà thật ra là khá khó và mình thấy vẫn còn nhiều bạn tập sai, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng tập động tác rắn hổ mang Cobra và sẽ tìm hiểu về các lỗi sai thường gặp khi tập động tác này. Nào, chị thảm ra bắt đầu thôi nha. Với động tác này, mình sẽ hướng dẫn bạn hai cách tập với hai level khác nhau. Tùy vào thể trạng của bạn và khả năng mở lưng mà bạn hãy chọn cách nào mà cảm thấy phù hợp nhất với mình nha. Cách thứ nhất là tư thế rắn hổ mang đơn giản dành cho những người mới tập yoga. Để bắt đầu tư thế này, bạn hãy nằm sấp mặt xuống thảm. Trán và vai thả lỏng ra. Hai chân bạn mở rộng ra bằng hông. Hai cùi chỏ của bạn hạ xuống sàn và chống hai bàn tay bên cạnh khuôn mặt. Bạn hít vào, nâng lồng ngực và trán lên khỏi thảm. Thở ra, hạ xuống thảm trở lại. Nên ép chặt mu bàn chân của bạn dưới sàn. Một lần nữa. Hít vào, nâng lên. Và thở ra, hạ xuống sàn. Nhớ ép bắp đùi trong và ép hai chân của bạn xuống sàn để kéo giãn phần thân sau ra. Hít vào, nâng lên. Và thở ra, hạ xuống sàn. Hai chân của bạn phải được mở rộng ra bằng hông. Hai bàn tay bạn nên chống bên cạnh khuôn mặt để khi bạn nâng lồng ngực lên, cùi chỏ và vai của bạn sẽ thẳng hàng nhau. Nhịp cuối cùng nào. Hít vào, nâng lồng ngực lên. Và thở ra, từ từ hạ xuống thảm. Với tư thế rắn hổ mang hoàn chỉnh, bạn cần kéo lùi hai bàn tay về đặt bên cạnh lồng ngực. Khi hít vào, bạn nâng lồng ngực lên, mở rộng vai ra, nhìn về phía trước, rồi thở ra hạ nhẹ nhàng xuống thảm trở lại. Giữ cho hai tay của bạn nằm ở vị trí bên cạnh lồng ngực và sử dụng lực kho để rướn phần thân trên lên. Đồng thời, bạn ép chặt hai bàn chân sau, xiết hai bắp đùi vào trong và kéo đốt sống cùng của bạn về phía sau. Cố gắng giữ cho hai chân của bạn rộng ra bằng hông. Tưởng tượng người bạn được kéo theo hai chiều, lồng ngực kéo về trước và các ngón chân kéo về phía sau. Thở ra, hạ nhẹ nhàng xuống sàn. Và sau đây là các lỗi thường xảy ra khi mà bạn tập động tác này. Lỗi thứ nhất là bạn đặt tay quá xa về phía đầu hoặc quá gần về dưới hông. Thì lúc bạn đẩy thẳng lên, lưng của bạn sẽ bị chèn về phía sau. Lỗi thứ hai là một lỗi rất hay xảy ra cho những người mới tập yoga. Bởi vì tay bạn còn yếu nên bạn luôn có xu hướng muốn đẩy thẳng cùi chỏ lên. Điều này làm cho lồng ngực của bạn không được mở ra và cổ của bạn bị chèn vào trong. Hoặc là đôi khi bạn tập trung quá vào phần thân phía trước mà quên mất là bạn nhấc chân lên khỏi sàn. Thành ra bạn uốn cong người như vậy. Lỗi thứ tư là hai chân bạn mở rộng quá và để lỏng ra. Bạn không siết chặt chân vào nhau và không sử dụng được lực từ bắp đùi. Và một lỗi nữa đó là bạn chìa cùi chỏ của bạn ra ngoài, làm vai của bạn bị mở ngang ra. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng động tác rắn hổ mang này vào trong chuỗi chào mặt trời. Hãy bắt đầu bằng động tác đao đót, chó úp mặt. Từ từ vươn người về trước. Chaturanga.
hạ người xuống sàn, hít vào, mở lồng ngực lên cobra, rồi thở ra, đau đớn trở lại. Một lần nữa, vươn người về trước plank, hạ sát người xuống sàn. Hít vào cobra, lồng ngực mở ra, rồi thở ra, về lại động tác đau đớn. Lần cuối cùng, vươn về trước plank, hạ người xuống sàn. Hít vào, mở rộng lồng ngực ra cobra, rồi chống mũi chân, quay về đau đớn trở lại. Từ vị trí đau đớn, bạn hạ hai đầu gối xuống sàn, lùi hông ra sau và ngồi thư giãn trong tư thế em bé. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho bài tập yoga của bạn hoàn thiện hơn và thú vị hơn. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt các bạn.